Bây giờ cách chữa gà bị phù nề sưng mắt, đầu tiên chúng ta phải dùng cái mỏ hàn nóng mà dí vào cái vùng này để lấy một lỗ. Lỗ này chính là lỗ để thoát được cái bã của nó. Sau đó dùng mỏ hàn ép mạnh, cứ mạnh dạn phải làm, riêng cái bệnh này bạn phải mạnh dạn làm nhé, không mạnh dạn làm chết gà. Đấy, bạn thấy nhìn thấy nước mủ bắt đầu ra chưa? Bạn nhìn thấy rõ nước mủ chưa? Đó, thì nó ngô trong suốt. Cái nước này không hiểu sao thì sau đúng một đêm là con gà thường nó bị nhé. Đấy, rồi các bạn nhìn thấy rất nhiều nước ngô đúng không? Đó, mạnh dạn mà làm đi. Anh cầm hai chân nó ấy, cầm hai chân em, một tay giữ người nó. Rồi, đó, chúng ta thấy là nước ngô nó chảy ra phần dưới và phần mắt này, là rất nhiều nước ngô đúng không? Con này là chưa bị sưng. Đấy, các bạn nhìn thấy nước ngô chảy ra rất nhiều đúng không? Cứ phải mạnh dạn làm thôi. Ép vào xung quanh mắt đấy, chảy ra cái nước ngô đấy. Thường nó phải ra là cái nước ngô đấy thì là mình nó khỏi rồi. Và chú ý đừng có chọc vào viêm mạc của mắt, là sẽ làm mù gà. Mình ép các vùng xung quanh của mắt thôi nhé, rất là mạnh dạn đấy. Và phù nề đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nước nó phun ra chính là cái nước đó là nguyên nhân nhá. Chú ý là gà rất lành da nhá, khi mà mình làm này chúng ta trông rất kinh thôi, nhưng mà sau khi đấy uống kháng sinh tê trang sitin là 3 ngày, mỗi ngày 1/3 viên, với gà vẫn chặn bé, với gà trọi thì chúng ta phải làm cho uống 1/2 viên. Sau khi ra được với nước này, cái phần xung quanh nó này các bạn nhìn thấy này, nó sẽ khô lại, trông cái này thôi nhưng mà nó khô lại thì nó rất là nhanh lành đấy, phải ra được cái nước đấy. Còn riêng mà uống thuốc nhá, kể uống alpha chay nhá, ở bên buôn các bạn là không có, thì tôi đã chữa rất nhiều con này, đấy, nó phải ra được cái nước đó, đó, các bạn nhìn thấy không, ra rất nhiều cái nước, nước này không hiểu sao thì sau một đêm mà nó ra rất nhiều, nó phù ấy cả mắt lên, còn cái mắt nó bây giờ đang đau không sao hết, tại vì sau khi dùng mỏ hàn này nó sẽ xe các vết này lại, và nó sẽ khỏi rất nhanh. Làm nhá, bạn nhìn là đó, ban đầu nó trông nó sẽ hơi tội nó này thôi, nhưng mà họ nó vẫn ra khoảng một ít nước rồi. Sao cái mủ này nó ở đâu ra mà chỉ sau con gà của mình đúng sau một đêm là bị, không hiểu phải do con gì đốt không mà đều bị ở mắt, mà chỉ bị mắt thôi, thấy rất lạ. Rồi, anh cho uống B1 và tetracycline nhé. Này, mắt này khô các vùng xung quanh rồi, chúng ta dùng tay, tiếp tục dùng tay nhé, bóp mạnh dạn bóp đi, nó ra cái nước mủ đi, nó phải ra được hết nước ngô này thì nó mới khỏi. Còn cái nước ngô này mà còn nhá, nó khỏi. Sau khi làm xong các bạn chú ý rửa sạch tay xà phòng. Xong rồi. Mủ. Không. Còn kia em cũng nghĩ là mủ nhưng mà sau nó lại bình thường luôn. Nó nghĩa là che của cái mắt này nó khít, nó còn bé hơn, không nhìn rõ mắt luôn. Nên là che hết, anh không nhìn được cái hé mắt, cái mắt này luôn. Ok ngay, giáo sinh ấy là khỏi rồi, không vấn đề gì hết. Xong, ta điều trị bệnh, chúng ta
hoàn thành rất đơn giản.